Vâng, tôi chấp hành kể cả tại chùa Quảng Nghiêm, Phước Tân. Tại sư Phước Hải nấu cho. Kỷ niệm ngày Lâm Phương ra công quả phụ đổ đèn cầy, ngày năm tháng chạp, năm Tân Sửu. Lâm Phương ăn mau mau và để phụ đã đổ đèn cầy. Tạm biệt. Làm phương chúc cả nhà buổi sáng vui vẻ nha. Ăn lạc.